Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi học sinh giỏi lớp 6. Ở video này, chúng ta sẽ làm phần cuối cùng của đề thi. Hãy sắp xếp lại những từ dưới đây để làm một câu có nghĩa. Các bạn lưu ý là người ta cho kêu chúng ta là rearrange, là sắp xếp nha các bạn. Sắp xếp có nghĩa là các bạn sẽ không thêm từ. Chúng ta chỉ sắp xếp để cho nó thành một câu có nghĩa. Rồi. Để làm tốt cái dạng này, các bạn cố gắng là liên kết những cái từ này với nhau một cách logic dựa trên cái thông tin tiếng Việt mà chúng ta có các bạn. Ví dụ như căn nhà, một, minh, căn hồ, cái hồ, sống, nè, trong, gần. Rồi. Thì các bạn sẽ sắp xếp thành minh sống trong một căn nhà. Trong một căn nhà. Rồi. Gần một cái hồ các bạn. Lake. Rồi. Chấm xong nha. Khi mà viết xong thế này, các bạn hãy xem, hãy đếm những chữ trên đây và dưới đây. Nếu nó bằng nhau thì chúng ta đã đúng nha các bạn. Còn nếu như thiếu thì các bạn hãy điền vào chỗ phù hợp. Thông thường thiếu là những cái mạo từ các bạn. Hoặc an, hoặc đơn. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ qua câu 126. Chúng ta có là 1 nè, chơi nè, badminton, paw, hàng tuần, 2. Rồi, chúng ta có thể đoán được chủ ngữ là paw. Chơi các bạn. Rồi. Badminton. Rồi, 2 lần một tuần, twice a week. Rồi. Xong các bạn nhớ đếm nha. Câu 127. Light, thời tiết, mùa thu, cái gì? Rồi, chúng ta nghĩ ngay tới là thời tiết như thế nào? Là câu mà chúng ta hay gặp trong chương trình lớp 6 nha. What is the weather like in the fall? Thời tiết như thế nào? Vào mùa thu. Các bạn nhớ đếm chữ. Câu 128. Cái tòa nhà cao nhất trong thành phố này. Rồi. Chúng ta có chữ this, đây là. Ở đây người ta gợi ý cho chúng ta là đây là các bạn. This is the tallest building trong thành phố của tôi, my city. Bây giờ các bạn có câu 129 là good nè, tốt nè, the, there, less, hãy các bạn. Và thời gian, bãi biển, go, have, Rồi. Thời gian tốt, bãi biển và có chữ less, thông thường nó sẽ đứng đầu các bạn nha. Rồi. Trong trường hợp này, chúng ta viết thế này. Less các bạn, hãy nè, đi đến bãi biển, let's go to the beach. Và có một cái thời gian vui vẻ. Và có một thời gian vui. Have a good time. Rồi. Các bạn nhớ đếm chữ nha. Nếu thiếu chúng ta điền. Thông thường thiếu những cái từ rất đơn giản mà chúng ta sẽ dễ dàng điền được vào. Câu 130 các bạn. Nhỏ nè, thin là ốm nè, chị nè, trắng nè. Và môi. Môi. Rồi, răng. Rồi, chắc chắn là răng trắng ha. Còn môi thì môi mỏng các bạn. Ý đấy là môi mỏng. Rồi. Ở đây. Các bạn sẽ viết như thế này là chị của anh ấy là his các bạn, his sister. Rồi, có nè, chị của anh ấy có răng nhỏ trắng nha, small. Rồi, small nè, nhỏ các bạn. Rồi tới màu sắc, rồi tới răng, tới danh từ. Răng nhỏ trắng và môi mỏng các bạn ha, thin, lip. Lips. Rồi, các bạn nhớ chấm nha. Thông thường các bạn sẽ khó cái chữ này nè các bạn, chữ small này. Các bạn sẽ dễ sai chữ small này. Ở đây. Chữ small này các bạn có thể điền ở đây. Chỗ này, chữ small hoặc chỗ này cũng được không sao. Bây giờ các bạn qua câu 131 là nóng nè, đi khi tôi đi bơi, nó thì. Rồi.
thì chúng ta dễ dàng ghép được là khi trời nóng tôi đi bơi, hoặc là tôi đi bơi, I go swimming. Rồi, khi nè các bạn, khi trời thì nóng. Rồi, chấm nha các bạn. Câu 132, camping là cắm trại nè, thường nè, do, how, you go. Rồi, đây chính là câu hỏi nên chữ how đứng đầu. Rồi, các bạn dùng chữ how đứng đầu. Ở đây là how often, rồi, do you go camping. Làm xong các bạn nhớ đếm nha, camping. Rồi, có dấu hỏi. Câu 133, stay grandparents, ở nè, ông bà nội kỳ nghỉ hè với chúng tôi, có chữ going là sắp sửa các bạn, mùa hè. Rồi, các bạn suy nghĩ và các bạn có thể viết như thế này là chúng tôi các bạn, we are going to, chúng tôi sắp sửa nè, chúng tôi dự định stay with, ở với ông bà của chúng tôi. Rồi, parents. Rồi, next là có từ next các bạn, next summer vacation. Rồi, viết xong các bạn nhớ đếm. Câu 134 thì cái dòng sông Nile dài các bạn, thế giới. Rồi, dài nhất thế giới. Rồi, chỗ này chúng ta dễ dàng viết được dòng sông Nile. Rồi, Nile River là các bạn dòng sông dài nhất, longest river. Chỗ đây không có river nữa thì chúng ta tới đây thôi, is the longest, không có từ one thì thôi. Rồi, in the world, trên thế giới. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong đề thi học sinh giỏi lớp 6 trong 2 tiếng là 120 phút. Các bạn phải hoàn thành phần nghe và một phần đọc, không khó nhưng mà dài, đòi hỏi các bạn phải tập trung làm liên tục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở các đề thi học sinh giỏi lớp 7, lớp 8, lớp 9 nha, và vân vân. Các bạn hãy tham khảo 100 câu, viết câu không đổi nghĩa của cái đề thi chương trình lớp 6 này ở trong kênh để mà nâng cao thêm kiến thức. Rồi, xin chào và tạm biệt các bạn.